Mọi người có biết cái bánh ngàn lớp trứng chảy không? Bây giờ đang rất nổi cái bánh này. Mình rất thèm, mình đã phải mua một túi về thử. Đây là cái bánh của nó nè. Bây giờ thì mình sẽ bóc ra ăn thử nha. Bên trong của nó sẽ như thế này. Bé trông xinh nhỏ, bé xíu luôn ấy. Đây, chỉ bé như thế này thôi. Và đây là bên trong. Chảy thật. Mời mọi người nha. Xin chào mọi người. Hôm nay là Trung Thu rồi. Và nhà mình có bày một bữa tiệc nhỏ cho bọn trẻ con như mọi người đã thấy ở đây. Thường thì năm nào nếu như tụ tập đầy đủ thì nhà mình cũng cố gắng bày tiệc cho bọn trẻ con chơi với nhau. Chứ nếu nhà nào ở nhà đấy thì bọn trẻ con sẽ buồn lắm. Ngoài một vài loại hoa quả đặc trưng của mùa Trung Thu như là bưởi, hồng ra thì mình sẽ mua thêm bánh kẹo cho bọn trẻ con và không thể thiếu bánh Trung Thu được. Hộp bánh năm nay nhà mình có 4 vị là sữa chua Canberry, trứng muối hoa đậu biếc, phô mai sen nhuyễn và trà sữa trân châu đen. 4 vị này thì đều khá lạ và hộp này thì ăn khá là ngon. So với cái bánh ngàn lớp hôm trước thì mình thích ăn bánh Trung Thu này hơn, bởi vì vị nó sẽ đậm đà hơn. Chứ cái bánh ngàn lớp hôm trước mặc dù kết cấu của nó rất tốt nhưng mà vị của nó thì lại hơi bị nhạt một chút xíu. Ok, và giờ thì hãy cùng pha cỗ nhé. Bánh này tím. Cô đang quay con ấy. Cánh bướm đấy là ở đâu đấy? Bà tặng con. Bà mua cho con đấy. Chứ không phải là ở trường à? Đây không? Đẹp không? Trường. Thế không đi tắm đi để biến hình xinh đẹp à? Đi tắm đi tí cô quay lên tắm hình nhá. Đi đi bỏ tháo cái đấy ra xong đi tắm nhá. Biến hình xinh đẹp. Bây giờ lại còn đang phải ăn sô cô la nữa cơ chứ. Bà lớn thì còn sáng còn mà không được rồi, được rồi. Được rồi, trông chán trước kìa. Em muốn à? Các cô nên pha trăng sang được vàng. Gương mặt anh trăng vàng vàng. Em có tiếng hát vàng. Ôi trời ơi, mắt em lườm. Tỉnh táo xem chuyện gì đang xảy ra ở nhà ta. Không có tí muối. Đây là nhân vật cún béo. Em có vẻ lo sợ. Em này là chiều nay đã không ngủ được. Mà mới ngủ chặt tối. Này khóc và đánh cái này. Anh ăn baby. Đây là tháo cho. Vẫn say sưa ngủ. Ngủ thật đấy. Nãy tâm bẩn mà bắt nó lên chút thì nó về. Ăn muối này là được 2 tháng thì Min lại đi tiêm. Lần này tiêm 6 trong 1 nên có vẻ đau hơn mấy lần trước. Lá rất to. Bởi vì đoạn tiêm bác sĩ không cho quay cho nên mình chỉ quay được lúc mà sau khi tiêm thôi. Nhìn cái mặt kiểu trông thương dã man. Cần đau không không? Cần đau không? Đây đây mà, đây mà, đây mà, đây mà. Ô. Nằm cha con. Nằm cha con chế. Ô. Nằm chơi nhá, chơi ngoan nhá. Mình không hóc nhà đâu nhỏ. Mẹ không hóc nhà đâu. Mẹ không hóc nhà đâu, mình ngoan lắm nhở. Cơm muối. Bà bảo bà mua cái đấy mà bà quên rồi nha. Lúc nào bà mua xong rồi là
Xong rồi là đánh cho em nhá. Buổi sáng em dậy em vệ sinh răng miệng nhá. Vệ sinh cái răng miệng cho nó thơm tho sạch sẽ cái mồm miệng nhá. Được không? À. Nào, không rơi tay vào mồm nhá. Tay thì chỉ để cua khoắng thôi nhá. Nghe chưa? Đó. Minh ngoan à? Hôm nay Minh ngoan nha, Minh tỉnh táo nha. Minh không khóc nghe đâu nha, Minh cười tươi đi xem nào và xem nào, đi trốn đây. Và đi trốn đây. Đi trốn đây không cho hồ hởi đi chứ. Nhá, chế người ta mới nói chuyện chứ. Cứ không cười, không giải nhơi người ta thì ai người ta nói chuyện được. Người ta nói chuyện một mình thì người ta chán à. Đúng không? Mình phải giải nhơi người ta chứ. Đúng không nào? Min 2 tháng tuổi thì đã biết nằm nghiêng, biết nhìn về hướng có tiếng nói và tiếng gọi. Thức nhiều hơn chứ không còn ngủ nhiều như trước. Và khi thức thì cũng chịu khó nói chuyện với ba mẹ lắm. Bà gọi cũng biết cười nữa. Mong là con sẽ có nhiều bước tiến để mẹ tiếp tục quay clip con nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.